Vâng, em xin kính chào toàn thể các bác. Đồng hồ cổ Giang Hoàng bên em hôm nay tiếp tục gửi đến và giao lưu đến với các bác một chiếc đồng hồ mang thương hiệu nổi tiếng của nước Pháp, thuộc đời Odo 57, đời Nestor các bác nhé. Và cũng chơi hai bản nhạc, trong đó có bản nhạc mà được nhiều các bác luôn săn lùng, cái bản gai huyền thoại, cũng điểm chuông bính bong. Và tiếp theo là bài truyền thống Westminster. Vâng, một cái dáng thùng bè hai bên câu đối đẹp như thế này thì bên em lấy chuẩn theo mẫu Tây các bác nhé. Và tất cả ngay từ hình thức bên ngoài lẫn chất lượng từ bên trong, bên em phải đảm bảo cho các bác là cao cấp nhất và đẹp nhất để gửi đến và giao lưu đến với các bác. Và với một dáng thùng bè hai bên câu đối đẹp như thế này thì hôm nay bên em giới thiệu đến với các bác là một chiếc Odo 5710 đời Nestor các bác nhé. Và đi theo là một bộ số nổi chân cài cao cấp, đó chính là bộ số nổi diện đồng vàng, diện đồng các bác nhé. Vâng, với bộ kim chuẩn đời Odo 57. Vâng, và cái giá thì nó bình dân bởi vì bên em được trực tiếp nâng lên từ Odo 578 zin nguyên bản các bác nhé. Và bên em phải đảm bảo và cam kết với các bác là lên từ Odo 578 zin nguyên bản các bác ạ. Và chiếc đồng hồ này thì bên em giao lưu đến với các bác với giá là 26 triệu các bác nhé. Vâng, bên em phải đảm bảo cái giá mà nó phải hợp lý nhất trên thị trường, mà cũng phải đảm bảo chất lượng nữa để cho các bác chơi và thỏa mãn cái niềm đam mê của một chiếc Odo 57 đời Nestor, là đời máy vát vô vuông đấy các bác ạ. Thì cái dòng đời Odo 57 thì máy vát vô vuông thì âm của nó rất chắc tiếng các bác nhé. Vâng, và mã số của chiếc đồng hồ này là 677 các bác nhé. Và kích thước chiều dài của nó là 58 và rộng 56. Bên em giao lưu đến với các bác với giá là 26 triệu. Bên em phải đảm bảo cái chất lượng cho các bác, mà kể cả từ hình thức, nhất là từ bộ máy, phải đảm bảo là đúng đời Odo 57 các bác nhé. Bên em có như nào thì bên em sẽ nói rõ để cho các bác yên tâm sở hữu vào một chiếc Odo 57 đời Nestor. Tí nữa thì em sẽ rút máy ra để cho các bác cùng ngắm nhìn cho em cái bộ máy, nó quá đẹp luôn. Từ những bộ máy 8 nhưng mà bên em cũng phải tuyển chọn bộ máy nó phải đẹp, còn chắc máy, và ba vách nó phải đẹp như là bộ máy, như là vừa xuất kho luôn các bác ạ. Bộ máy còn quá đẹp, ba vách đều màu nhau, và cái chất máy ngày xưa các cụ gọi là dâu to đấy các bác, thì bây giờ mình gọi là đời Odo 57 cho nó dễ. Thì em giao lưu với các bác với giá là 26 triệu. Thì bác nào quan tâm đến một chiếc Odo 57 đời Nestor với cái dáng hình thức bên em đưa lên giao lưu với các bác đây, thì các bác quan tâm thì cứ liên hệ cho em theo số máy 0355005943 là số Zalo bên em, và địa chỉ bên em là thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định các bác nhé. Và bác nào mà có thể về được trực tiếp cửa hàng đồng hồ cổ Giang Hoàng bên em giao lưu được thì các bác cứ về tới thị trấn Cổ Lễ, cầu Điện Biên là alo cho em, nhà em ở ngay đó. Mà bác nào mà không thể về trực tiếp được cửa hàng đồng hồ cổ Giang Hoàng giao lưu được thì bên em sẽ gửi chi tiết cho các bác và phải đảm bảo bảo hành cho các bác về chất lượng để các bác yên tâm các bác chơi, thì bên em có gửi xe khách và ship bưu điện đến tận nơi cho các bác nhé. Vâng, quay về với hình thức một chiếc Odo 57 đời Nestor này thì bên em phải đảm bảo cho các bác là ba ổ cót phải zin nguyên bản này, chạy đủ tuần. Mà nhất là em cũng nói rõ với các bác là riêng cái dòng đời Odo 57 này thì cót của nó chạy rất dài ngày các bác nhé. Cót của nó ít nhất là nó phải chạy 8 đến 9 ngày các bác ạ. Các bác yên tâm và sở hữu một chiếc Odo 57 đời Nestor này, với cái dáng thùng bè hai bên câu đối, và bên em thì phải bảo hành cho các bác là 3 năm lỗi kỹ thuật các bác nhé, để các bác yên tâm các bác chơi. Về cái kỹ thuật thì được trực tiếp bên em nâng, cho nên là em phải đảm bảo cái chất lượng cho các bác. Thì những kênh video trước thì em có đăng lên rồi, thì trực tiếp là bên cửa hàng đồng hồ cổ Giang Hoàng bên em trực tiếp cái kỹ thuật em làm được, cho nên là em phải đảm bảo cái chất lượng cho các bác, mà phải đảm bảo về cái bộ máy là làm sao mà mình phải nói nó đúng chuẩn đời để cho các bác yên tâm các bác chơi. Và sau đây thì em sẽ quay rõ đầy đủ chi tiết hai bản nhạc cho các bác để các bác cùng thưởng thức cái âm thanh của chiếc Odo 57 đời Nestor
mà phải đảm bảo cho các bác là chuẩn đời máy các bác nhé. Bên cửa hàng bên em thì luôn luôn là nói chi tiết và sẽ quay đầy đủ cho các bác từ hai bảng nhạc cho đến bộ máy, bên em sẽ rút máy ra và giới thiệu cho các bác để các bác yên tâm các bác chơi. Và sau đây thì em sẽ quay gần để cho các bác cùng ngắm nhìn cái bộ một chiếc đồng hồ Odo 57 đời Nestor các bác nhé, với cái dáng thùng hai bên câu đối đây, các bác cùng ngắm nhìn cho em cái đường nét vân của nó nổi lên quá đẹp luôn các bác ạ. Như một nhìn thoáng thì đây nghĩ là một chiếc thùng zin tây chứ không nghĩ là đây là một chiếc thùng nội các bác ạ. Từ màu sắc đến cái hình thức rồi cái kỹ thuật được các người thợ mình cũng đóng rất đẹp và tỉ mỉ, cũng sắc nét. Đây các bác cùng ngắm nhìn cho em hai bên câu đối này, quá đẹp luôn, và những cái đường vân của nó quá đẹp. Thùng thì bằng gỗ thịt các bác nhé, và dán vơ lia tây. Bên em làm sao mà phải nói chuẩn đúng với cái giá trị tiền của cho các bác bỏ ra để chơi một chiếc Odo 57 đời Nestor, mà phải chuẩn đúng đời máy các bác ạ. Và bộ mặt số nổi chân cài diện đồng các bác nhé. Vâng, bộ số quá đẹp, bộ mặt quá đẹp. Bên em cũng tuyển chọn cái bộ mặt cao cấp nhất để đưa lên giao lưu đến với các bác. Các bác cùng ngắm nhìn cho em bộ mặt số nổi chân cài diện đồng vàng các bác nhé. Và bên dưới là một kính trắng thủy miệng cười này các bác này, quá đẹp luôn. Cái mẫu thùng này được lấy chuẩn kích thước quả mẫu thùng tây các bác nhé, và đã đóng lên thì y chang như một chiếc thùng zin tây luôn. Thùng đóng quá chắc chắn là nịch nàng. Các bác cứ yên tâm mà các bác chơi, và em sẽ đi vào bên trong để cho các bác cùng ngắm nhìn cái chiếc thùng đóng quá chắc chắn và nịch nạc các bác nhé. Và sau đây thì em sẽ test hai bản nhạc cho các bác cùng thưởng thức cái âm thanh của Odo 57 đời Nestor các bác nhé. Em sẽ đi tiến hành vào số 6 luôn ạ. Và sau đây thì em sẽ gạt bài Westminster các bác nhé. Biết rồi đấy, đánh rất chắc tiếng luôn, quá nhịp nhàng. Và cái dòng đời Odo 57 Nestor thì nó đánh rất nhịp nhàng các bác nhé, và tiếng rất chắc tiếng luôn các bác ạ. Thì sau đây thì em sẽ rút máy ra để cho các bác cùng ngắm nhìn cái bộ máy. Bên em đã tuyển chọn những cái bộ máy rất đẹp để đưa lên, mà phải chuẩn đúng đời để đưa lên giao lưu đến với các bác, mà phải đảm bảo kể cả từ về chất lượng các bác nhé. Đây các bác cùng ngắm nhìn cho em cái bộ mặt số nổi chân cài diện đồng vàng. Và sau đây là bộ máy, các bác cùng ngắm nhìn cho em này. Bộ máy quá đẹp luôn,
Nhìn đã đủ mê cái bộ máy này rồi các bác ạ, bộ máy ba vách vàng ươm các bác nhé, ba vách đều màu nhau các bác, nhìn những cái râu của nó đã quý rồi, nhìn rất thích, em rất thích cái đời 57 các bác ạ. Nhìn cái bộ râu máy vách râu của nó quá đẹp luôn. À, cái bộ máy đã được bên em tuyển chọn, bộ máy nó còn chắc máy và bộ máy như như là tùng xót kho mà chưa sử dụng vì bộ máy nó còn quá đẹp luôn các bác ạ. Và máy đều màu nhau và cái hệ thống đời 57 thì nó có càng ngắt chuông các bác nhé, hai bên càng ngắt chuông đêm đấy ạ. Và cái hệ thống thì đời 57 em cũng nói rõ để cho các bác yên tâm các bác chơi. Là đời Odo 57 thì hệ thống nó đã có chờ sẵn lên máy 10 rồi các bác nhé. Người Pháp ngày xưa người ta sản xuất ra nhưng người ta đã để chờ sẵn lỗ máy 10 rồi. Về mình chỉ có thêm cái cần bính này thôi để đánh bính bong. Và cái bên điểm nhạc này thì thêm vào hai cái cần vồ nữa. Và thêm cái bộ phận quản lô gai và cái gạt bài này, các bác này. Đấy. Chỉ thêm vào có mỗi bộ phận này thôi, còn tất cả bánh răng, ổ cót còn zin nguyên bản. Và bộ máy còn đẹp xuất sắc luôn, các bác cùng ngắm nhìn cho em từ bánh răng ổ cót đây, quá đều màu nhau, quá đẹp luôn. Và bộ máy quá vàng, quá đẹp, ba vách đều màu nhau này các bác này, các bác nhìn cho em. Và bên em phải bảo hành cho các bác là ba ổ cót zin nguyên bản, và cái dòng 57 nó chạy rất dài ngày các bác nhé. Các bác ý cứ yên tâm chơi và chơi cái dòng Odo 57 đời nét son này, máy vát vừa vuông thì nó đánh rất nhịp nhàng và chắc tiếng. Và kể cả bộ gông thì cũng được bên em trực tiếp cắt tông và chỉnh âm các bác nhé, cũng tuyển chọn những cái bộ gông âm nó phải hay, phải chuẩn âm, bộ gông còn xanh mướt để đưa lên giao lưu đến với các bác. Và cái kỹ thuật thì trực tiếp bên em làm, kể cả từ cắt tông và chỉnh âm đây các bác này, và máy nâng nhá. Những bác nào mà có máy 8 mà muốn nâng lên chơi bảng gai thì cứ alo cho bên em cũng trực tiếp nhận nâng máy cho các bác nhé. Còn bác nào có máy 8 mà muốn nâng thì cứ alo cho bên em. Và một chiếc Odo 57 đời nét so này bên em giao lưu với giá là 26 triệu. Các bác nào quan tâm thì cứ liên hệ cho em theo số máy trên. Và em cũng rất mong là các bác theo dõi kênh Đồng Hồ Cổ Giang Hằng bên em, thì cũng xin cho em những lượt like và lượt chia sẻ và nhấn vào nút thông báo để bên cửa hàng Đồng Hồ Cổ Giang Hằng bên em đưa lên những mẫu mã mới để giao lưu đến với các bác. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.